ầm đi, mở miệng ầm đi. Mâm mâm. Ừ. Mâm mâm. Ừ. Vậy cái kiến của bé đâu? Kiến đâu? Kiến đâu? Nè, kiến đâu? Cái kiến đâu rồi? Kiến đâu? Ừ. Ừ. Mấy kiến à? Alo. À, lại mày sửa cho. Lại sửa cho. Mày sửa cho ngay lại. Đây mày sửa cho ngay lại. Nè, đem kiến vô cho nó đẹp gái coi. Đưa đây, đưa mặt này. Ok, rồi. Quái lắm, đem kiến vô là cười. À, đẹp gái quá ta. À. Nàng thơ của em đó. Ai da. Nàng thơ của em đó cô chú ơi. Ai da. Rớt rồi. Rớt rồi. Lấm lên. Lấm neo lên. Vài bữa nó là bách đê rồi. Nè. Cái kiến nè. Ở đây. Cái mặt cười. Hãy chứ. Hãy chứ. Ai bị kẹp phúc. Ừ. Đeo vô đây con. Đeo vô. Đây đưa mặt đây. Đưa mặt đây mày đeo vô. Đây đưa đây. Rồi bé đeo đi. Bé đeo coi. Nè bé đeo vô. Ừ đúng rồi đó, đeo vô vậy đó, đúng rồi. Đeo vô, hai tay. Nè. Nhì nhì. Nhì 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 nhì. Nhì 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 nhì. Nhì 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 nhì. Áo ta cha cha. Rồi xong, dục vô luôn. Mất tiêu luôn. Ồ, cầm dây chuyền. Đeo dây chuyền, đeo cô kiến rồi nữa. Trời ơi, giống chị Đại không? Qua nay còn dây chuyền của ba nó gì mà không lột nha cô chú, không lột ra luôn á, đeo qua nay luôn á. Bò tới đâu nghe cọp cọp tới đó, giống đại ca, giống chị hai, giống chị ba chứ, chị ba nhà em bò tới đâu nghe cọp cọp tới đó. Nghe cọp cọp tới đó cưng quá trời con. Cái đít nè. Em bé ừ. Ôi đứng 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 giỏi quá, giỏi quá. Đi rồi đi rồi đi rồi đó đó đi rồi. Đi lại cửa. Đó. Giỏi chưa? Em giỏi chưa cô chú ơi? Ồ, hay à. Hay à. Hay à. Lắc đầu à. Hay. Hay. Trời 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 trời. You okay? À. Đứt rồi. Đứt rồi. Ok. Trời ơi. Đeo gì mới có 2-3 ngày rồi đứt rồi. Ba đeo mấy chục năm không đứt rồi, tới lượt con có mới 2 ngày đứt rồi. Hả? Trời ơi. Sao gì kia con bé? Ừ. Của ai? Của ai? Ba ba. Của ai? Ba ba. Nói đi. Ừ. Đi chuyền tới tới háng nè, đeo cái tới háng luôn nè, cởi này ra đi. Ừ. Chơi chơi hả? Dành, dành lại. Chả hả? Chả hả? Đứt rồi. Đứt rồi đi chuyền. Ba nó gà mà nó cất á. À, cái này xương gì, xương cá mập, cá voi gì không biết nữa. Nó khắc hình con hình mẹ quan âm. Trời ơi, mới đeo có 2-3 ngày đứt rồi. Xong rồi, coi kìa. Chơi à, ghé không? Mặc bộ đồ nó đen xì. Cái màu nó có thui.
còn cái kiến. Anh nào anh lụm rồi chơi. Lụm cái kiến. Đó. Hoa kiến. Rồi đem lên này, đem kiến lên coi. Đem kiến lên. Đem kiến lên cho mẹ coi. Kiến nào? Đem kiến lên coi. Quậy. Đứng nhúng nhúng cho dữ vậy không? Dục ha, dục chạc ha nè. Đó. Nó dục vô đây. Nó dục vô nha, nó ngụm ra nó dục vô nha. Anh kia kìa, anh kia còn mấy cái kìa, kìa, anh kia kìa. Trời ơi, cắn cắn. Trời ơi, cắn. Ui. Cắn là mẻ răng luôn chứ ở đó mà cắn. Mình thúi. Hai cái mình ghiền. Nè, hai tay cầm hai cái không? Ha. Ha, hai tay cầm hai cái không? Mày ngắt cái đít mày luôn. Nghe không? Người ta làm đẹp. Con Emily làm lúc đầu thì cũng đẹp đó, nhưng mà lúc sau sao nó kỳ quá vậy. Emily. Thời trang của con không bao giờ là bình thường hết trơn, nó lúc nào cũng bất ổn nha Emily. Cái đầu nó chưa. Trời, nó tự mở volume lên được luôn. No, dặn nhỏ lại. Nhỏ lại. Em dặn nhỏ để em quay clip cái chị không chịu, chị lấy chị bấm lên lại một chút. Đó, thấy không? Nó không chịu, nó bấm theo. Em dặn nhỏ, cái nó đang chơi, cái nó quay qua. Nó nghe dặn nhỏ, cái nó quay qua liền. Quay qua, cầm được một bấm lên. Bấm được á, hồi nãy nó bấm á. Nè, con bấm vô lúc này nè. Mày chỉ cho anh nè, lúc cái đó. Bấm lúc này nè. Lúc này, bấm vô. Bấm sao? Bấm, ừ. Rồi kìa. Đẹp cái nơ mà. Cái đầu. À, cái đầu ả. À, sao? Đưa cho mẹ hả? Kêu mẹ bấm hả? Rồi bấm. Ủa? Sao đứng rồi? Ủa sao bé bấm sao đứng rồi? Đó rồi hát rồi đó. Rồi. Hát rồi đó. Gì muốn gì mà chỉ vô tivi hoài vậy? Ừ. Em bé muốn gì? Đó, nó đưa đồ mót cho em ha. Sao em bé bấm đi nè, em bé tự bấm đi hả? Ừ. Bấm gì? Được rồi, nhiêu được rồi. Mở lớn quá hả, mẹ bị dính bản quyền á. Ừ, thấy không, nó đưa bản chỉ. Gì? Ừ. Đó. Đâu đưa lại cho em rồi nha. Rồi xong. Mất tiêu rồi, hết coi được rồi. Coco Melon đâu? Bấm mất tiêu của Coco Melon này. Đưa đây. Trời ơi, cua cua gì mà cua cua. Tắm cho giữ vô cua cua. Rồi đó, được rồi đó. Ừ, đó. Chị. Chị. Gì? Sao? Mở tiếng lên nè. Rồi, được rồi. Nhiều được rồi, mở nhiều quá. Bộ màu. Đây, coi nó bấm nè, cô chú coi nó bấm nè. Đâu con bấm rồi, bấm sao? À. Bấm sao? Đưa cho mẹ ha. Đeo cái bông dễ thương vậy đó mà đeo sao hồi hả? Nhìn hài dễ sợ luôn cái đầu á, cái nó chỉa lên cái chôm chôm. Sao em? Chê hả? Mở lên nữa hả? Rồi nè.
Ok, được rồi. Rồi. Không chịu. Muốn nữa. Bấm đi, bấm hồi cho khỏi coi đi. Rồi xong, tao nói mà. Tao nói vừa dứt tiếng luôn á. Vừa dứt tiếng luôn á. Rồi tắt luôn rồi. Coi gì nữa? Nghỉ coi luôn. Ừ. 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 Ừ, nghỉ coi luôn. Tắt tivi luôn rồi, còn gì nữa đâu coi. Ừ. 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 Còn gì nữa đâu mà coi, không biết cái con gì nó cắn mà nó cứ sình sập. Sưng lên nó sẹp xuống, sưng lên sẹp xuống mà cứ làm đi làm lại hoài. Cua gì mà cua? Cô chủ thấy nó chỉ không? Nó bấm mất tiêu xong cái đầu nó cua cua. Chỉ. Ừ. Bà nói đi tivi. Bé nói đi tivi. Mama tivi, kêu đi. Mama ơi tivi. Nó cứ cứa cứa vậy đó. Nó mét. Nè, dây chuyền nè. Lên lên. Mama hả? Sao không sao? Sao cầm thang thúi vậy đó hả? Cầm thang thúi hả? Mình thúi vậy đó. Mình cầm mình thúi là đi ngủ đó. Sao? Em bé muốn gì? Nói. Mum mum. Mum mum. Mầm mầm hả? Mầm 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 mầm. Mầm 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 mầm. Mầm mầm. Tắt tivi rồi, còn đâu nữa mà coi. Đâu. Hồi nãy chị ăn ba cái gì đó, kẹo rồi đó. Chị chét lên cái đầu của chị, trời ơi, nó dựng lên vậy nè, rồi nó cứng, nó quến vô nhau. Sao con muốn mở hả? Mở ở đâu? Chỉ mày coi. Mở cái nào? Mở đâu chỉ rồi, mở đâu? Quê, ở đây hả? Bên đây hả? Phải không? Hay đâu, hay đây? Đây hả? Bên đây hay bên đây? Bên đây ha? Bên đây phải không? Hay là bên đây? Ở bên đây hả? Chỉ mày coi chỗ nào? Ở đâu? Ở đâu? Bên đây hả? Bên đây chỉ bên đây hả? Rồi giờ bé ngủ chưa? Tới giờ rồi, 2 giờ rồi, bé ngủ đi. Chưa rồi. Ngủ đi. Lát anh hai về, anh hai nhảy đùng đùng là khỏi ngủ luôn á. Sao nó không lay vậy? Rồi đó. Rồi đi ngủ. Rồi được rồi đó. Đây, khăn thúi nè. Ừ, rồi ngủ đi. Mê, coi mê say. Mắt muốn sụp mí rồi. Dở muốn hết lên nè. Ừ, ừ, có mấy cái răng. Nghe coi, nghe có mấy cái răng. Ý, đây là ý, hai cây ở dưới. Ở trên được 4 cây, dưới được 3 cây. Thôi nói này được 7 cây hả? 7 cây hay 8 cây không biết, để lát nha. Dạch dạch ra coi thử bên này có cây nào không. Nó có, nó ngậm cái miệng nè. Nè, 2 cây à. Hả mày à? A A A. Nè. Em bé nè, dây chuyền nè, đeo lên cổ đi. Có bao nhiêu cộng nè, em bé đeo lên cổ hết nè. Em bé đeo lên cổ thằng cô chú. Cộng này đó là anh làm trong tiệm bán đồ. Anh lụm được. Là cộng này. À, em bé đeo lên coi. Em bé giờ đeo vô coi. Đeo vô được chưa? Được không? Vàng trắng. Nè, đeo ra cây. Đeo vô cây ơi. Nãy giờ nó có bao nhiêu cộng, nó đeo vô, nó tự đeo á. Nó đeo, cái dắt dắt cổ nó. Nè. Để coi nè, lát mà. Đó, nó đeo nè, đó thấy không? Thấy nó đeo không? Đó, thấy chưa? Đó. Chưa? Ta đeo lên. Ta đeo lên, thấy không? Rồi, đeo lên nữa đây con. Nè, đeo lên. Đúng rồi, đeo lên cổ luôn. Đúng rồi, đó, thấy chưa? Nè, đó, đeo lên cho mẹ đi.
bỏ vô đó hả? Ờ à, bỏ bên bên đó hả? Trời ơi quá trời nè. Còn cũng như thế nè, đeo lên coi. Đeo lên sao? Một mình ta hai cộng rồi đó. Đó. Quá trời đẹp luôn, giống chị đại quá. Đây nè. Đúng rồi đó, đó. Cô chú thấy em đeo không? Đó em bé đeo à. Đó. Rồi em bé đeo nè. Đó em bé đeo nè. Đó. Đeo kiểu gì dùng cái sao không vậy? Nè, đó, đeo lên coi. Kiếm, quay ra sao kiếm? Quay sao kiếm? Đâu? Đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Nè, còn mấy cộng nè đó, đeo lên đi. Cái đó. Ừ, cái đó là ông Di Lạc của ba con đó. Nè, ông Di Lạc này được đó, em làm cho anh nè bằng bạc nè mà em anh đeo cái mồ hôi của anh đen thui à. Ok, còn cái Zippo nè, ba nó còn cái Zippo đây nè. Mở đây. Còn cái nè. Nhiều lắm Zippo mà nhiều những cái gì. Zippo này. Mở sao? Con này mở sao? Đẹp nè. Không biết được mở Zippo luôn hay lúa quá. Mở sao? Thấy người ta mở ten ten thấy hay lắm mà mình mở không được cái ta. Mày ga ga mà Zippo ga mà nó khác. Ten ten ten. Ồ ga hả? Chứ tưởng cái Zippo kia, bởi vì nhớ Zippo kia bật cái ten ten nữa ra. Rồi đó, đậy ra đi. Ôi chị hai, chị hai có hai ba cộng dây chuyền luôn. Đeo đeo cộng này vô nữa. Nè đeo cộng này vô nữa. Đó, đeo cộng đấy nữa. Quá trời. Zippo này nè là antique của ông già anh để lại nè. Đây đây là Zippo. Zippo cổ gái. Đó. Nè 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 nè. Đó. Con nết nè, con nết cô chú. Ba ơi, ba dẹp mấy cái này đi. Em tích ăn téo vậy nè, một hồi nó xé banh chành bây giờ đó. Nó đòi nè, nó khóc nè. Nè. Đó. Nó khóc đó, nó đòi đó, thấy chưa? Nè, đây nè, kiếm đâu nữa nè. Đó, hai ba cái nè, đòi hỏi gì nữa. Trời ơi, người ta dây chuyền ta đeo nè. Nặng cổ luôn, quằn cổ luôn. Dây chuyền đeo quằn cổ à. Dây chuyền đeo quằn cổ à. Người ta có cái mặt dây chuyền vàng 4 số 9 và thiếu cộng dây. Vui lòng mua cho cái dây ta đeo coi. Nó mặt mà chưa có dây nè quý vị ơi. Cái hộp này của nó, của ba nó là nó phá đó. Nó lôi ra nó phá đó. Nè. Ê. Ê, máy gì đó? Thì đụm cái gì đó? Cái này cái gì? Cái này có gì? Của ai? Của ai đây? Hả? Lục lọi. Đó, ừ lục lọi. Ừ. Nô miệng. Nô. Ê. Khẽ tay bây giờ. Nô, mẹ không ăn đâu. Đừng có đưa cho mẹ. Mẹ. Yêu.